Con biết sai rồi sư phụ ơi. Đừng có niệm chú nữa, con biết sai thật rồi mà. Giúp người thì giúp tới cùng đi nào. Ta biết là cô quan tâm ta. Tình yêu giữa người và yêu thường sẽ không có kết cục gì tốt, nên coi chừng làm đường lạc lối, dạng kiếp bất phục đó. Nếu phủ đầu bang các ngươi mà thua thì phải giải tán bang hội ngay lập tức. Phủ đầu bang là vốn liếng chúng ta an thân lập mệnh. Nếu để mất phủ đầu bang thì chúng ta sẽ không có nhà về. Cho nên ta nhất định phải ứng chiến. Ui tóc của ta. Bắt đầu đi nào. Tập luyện đi. Tập thôi. Tập luyện nào. Đứng vào đi, mau mau mau, nhanh lên. Sao sư tỷ lại ở đây, sư tỷ? Nếu muội mà gặp con khỉ thối kia, muội sẽ làm gì? Nói đi chứ. Tất nhiên là trả thù. Trả thù thế nào đây? Muội định giết hắn sao? Hay là để hắn lừa cho quay như trong chóng, khóc nát cõi lòng? Muội sẽ giết hắn. Được. Hãy nhớ những lời hôm nay muội nói đó. Lời của đàn ông không có câu nào là thật đâu. Chỉ có phụ nữ ngu mới tin những lời quái quỷ mà đàn ông nói thôi. Bạch Tinh Tinh, đừng quên muội từng ngã đau đến chừng nào. Yêu. Không yêu. Yêu. Không yêu. Yêu. Không yêu. Yêu. Không yêu. Không yêu. Ngài bị điên hả? Đêm hôm thế này núp sau lưng ta giả ma cái gì? Hết cả hồn. Người điên thì có, đêm hôm đến đây làm cái trò gì vậy? Ta... Cười cái gì chứ hả? Không phải đâu. Nè, ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi thôi. Bạch Tinh Tinh và Xuân Tam Thập Nương đều là yêu quái. Ta nói cho ngươi nghe, đợi khi nào chúng bắt được Đường Tăng rồi, thế nào cũng hầm hắn lên ăn. Cho nên tốt nhất ngươi nên cẩn thận một chút đó. Nói họ lợi hại như vậy sao? Đáng sợ như vậy hả? Ngài thu phục bọn họ luôn đi nào. Ta đã bảo với ngươi rồi mà. Trận chiến trước đó khiến ta nguyên khí. Thôi. Ngài đã nói nhiều lần lắm rồi, ta không muốn nghe nữa đâu. Cho nên, đợi lát nữa ta bắt được hai con yêu tinh đó xong, nhất định sẽ trói chúng lại. Sau đó im đi được không hả? Con yêu tinh kia xinh đẹp như vậy, dù có cắn ta một cái, ta cũng sẽ không để bụng đâu. Mạnh lên đi nào. Chưa ăn cơm đó hả? Thề chết quyết chiến. Thề chết quyết chiến. Làm rạng danh ta. Làm rạng danh ta. Kẻ đến đây hạ chiến thư chính là mấy người các ngươi sao? Ai nói hạ chiến thư thì là ứng chiến hả? Hơn nữa, người đó bị các người đánh tới mức không thể sinh hoạt được rồi, còn bắt hắn đến đây phá đám. Như vậy e là tàn nhẫn quá đó.
Không phải đâu. Mấy người các ngươi định lấy gì mà đánh với chúng ta đây? Đánh nhau sao? Mãn phu đấu võ, quân tử đấu văn. Chúng ta đều là quân tử thì tất nhiên phải dùng tài nghệ để quyết sinh tử rồi. Các người đã hạ chiến thư rồi, chúng ta có lý nào không ứng chiến hay không hả? Không. Móc cái gì vậy? Ghép lại đi nào. Có biết làm ăn không đó? Dùng văn kết bạn. Ba màn thắng hai, định thắng thua. Rốt cuộc hai người có giúp vụ này không? Không giúp. Nếu ta mà thua ván này, ta còn có tôn nghiêm gì sống trên cõi đời nữa? Ta thân là bang chủ của bang, mà bắt các huynh đệ tin tưởng ta chịu đựng nỗi nhục đến vậy. Thà cho họ nhảy giật luôn cho xong, kết thúc mọi chuyện. Chết đi nào, nhanh lên. Nếu chúng ta mà chết rồi thì ai giúp hai ngươi kiểm tra xem có ai có nốt ruồi dưới chân? Bà cô ta đây có tay có chân, có chút chuyện giặt đó còn phải nhờ ngươi sao? Nếu chúng ta mà không tận tâm tận lực giúp hai người kiểm tra lòng bàn chân thì những người đó cũng đã không tìm đến. Những người đó không tìm đến thì phủ đầu bang ta không có chịu nổi nhục to lớn thế này đâu. Nếu phủ đầu bang ta mà không chịu nổi nhục đó thì huynh đệ ta cũng đã không phải nhảy giật nói dớ dẫn. Có mà ngươi gây nghiệp nhiều quá đó, liên quan gì đến ta chứ? Tinh Tinh cô nương à, bên ngoài là các huynh đệ phủ đầu bang chúng ta. Họ mà rời khỏi phủ đầu bang thì nửa bước cũng khó đi, ra một cái là chết. Cô nhẫn tâm nhìn họ chết hay sao? Sư tỷ à, huynh ấy nói cũng có lý đó. Hay là chúng ta giúp họ một lần đi nào? Không giúp. Cạn cạn cạn. Nào 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 nào. Được được được. Mời mời mời. Được rồi, mời. Ngồi đi nào, ăn đi nào. Đều là người trong giang hồ cả, rượu gặp tri kỷ ngàn ly cũng ít. Ngồi đi. Ta đi chuẩn bị rượu thịt nha. Mấy người phủ đầu bang chúng ta có một quy củ, ai mà vào phủ đầu bang chúng ta thì đừng có hòng để bụng rỗng mà đi về. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi nào. Bang chủ của các ngươi đi đâu rồi? Bang chủ của chúng ta đi xuất cung rồi. Đừng có vội. Đợi ngày ấy đi xong trở về thì chúng ta cũng đã ăn no rồi. Mau ăn đi nào. Hai vị tỷ tỷ à, hai vị nên nghĩ thế này. Chúng ta nghĩ thế nào, phải cần ngươi dạy sao? Phải phải, không sai. Ý của ta là, tại sao mấy tên đó lại hùng hùng hổ hổ tìm đến đây như vậy? Ta không muốn nghĩ như vậy, ta muốn nghĩ kiểu khác. Vậy được rồi, vậy thì nghĩ thế này đi. Không phải là vì chúng ta đi khắp nơi kiểm tra bàn chân của người ta sao? Nhiều khi ta lại thích nghĩ theo kiểu dòng. Nghĩ dòng lại càng tốt, rất là cẩn thận. Ta thích. Họ tụ tập lại với nhau, chứng tỏ chúng ta kiểm tra kỹ. Đi đi lại lại quấy rầy bọn họ. Nhưng hầu hết các lần ta đều chọn cách không nghĩ. Không nghĩ, không nghĩ, không nghĩ cũng được. Cô không muốn mất đi mấy kẻ khổ sai tận tâm tận lực làm công miễn phí cho cô chứ? Được rồi sư tỷ à, tỷ đừng trêu huynh ấy nữa. Muội thấy huynh ấy nói cũng có lý lắm đó. Ta bảo ngươi nè, nói đi nào. Ngươi đó sẽ có lúc bị ta hạ độc câm, sau đó ta sẽ lại tìm một đám khổ sai bị câm làm việc miễn phí cho ta. Cút ra. Thà mất tiền nhưng được yên tai. Hai vị tỷ tỷ à, hai người hãy niệm tình cái lòng bàn chân của ta. Xin hai người hãy giúp ta đi mà. Ta xin hai vị tỷ đó, giúp ta vụ này đi mà. Không có thích, không muốn và không giúp. Cút đi. Ừ.
Cho dù đến lúc ban phủ đầu giải tán, ta cũng khiến các cô tàn phế luôn. Ở Ngũ Nhạc Sơn này. Người tính xem, vừa nãy ta đi được mấy bước vậy? Ta không biết cô chóng mặt không nữa. Dù sao ta cũng chóng mặt rồi. Nào 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 nào, cạn ly đi. Tục ngữ nói, bạn bè từ xa đến là niềm vui, có đúng không nào? Đúng vậy đó. Tục ngữ ở đâu vậy hả? Tục ngữ cái gì? Đây là luận ngữ. Động tử nói, nổi tiếng lắm đó. Đúng rồi, động tử. Nhìn người ta đi, không có văn hóa, sau này đừng có mong ngồi ghế phó ban phủ đầu. Nào ăn thịt, ăn đi. Còn không mau cảm ơn nhị đương gia. Cảm ơn nha. Khách sáo quá, ghế ban chủ thuộc về huynh rồi. Huynh đúng vậy đó. Nào chúc mừng. Chúc mừng nha. Nào 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 nào, chúc mừng. Mời mời mời, cạn cạn. Cùng sai đi nào. Nhị đương gia à, huynh thấy ta như vậy có được không? Ta thấy chúng đã quên chuyện khiêu chiến rồi đó. Ta thấy bọn chúng đáng nghi quá. Nghi cái gì hả? Lũ người này nè, sẽ không lấy danh tỷ võ để ăn uống miễn phí đó chứ. Nào nào nào, chúc mừng chúc mừng. Vui quá đi. Ta không. Các cô mà không giúp ta, bây giờ ta sẽ lăn ra. Lăn đi, phí lời vậy, còn không mau cút đi hả? Ta nên lăn đến trước mặt của họ, cắt lưỡi tự vẫn luôn. Mau đi đi, chết nhanh đi nào, cút. Vậy ta cút đây. Ta cút thật đây. Ta cút đây. Ta đi đây. Đứng lại. Cô còn không cản ta, ta sẽ mất mặt lắm đó. Câm miệng đi. Đúng là không nhìn nổi nữa mà. Sư tỷ à, trước đây chúng ta cá cược, tỷ còn nợ ta một chuyện đó. Sao nào? Nhanh vậy đã muốn dùng rồi sao? Đúng vậy. Muội chắc chắn muốn ta giúp xuất chiến hả? Chắc chắn rồi. Được thôi. Giúp thì giúp. Từ nay về sau không ai nợ ai. Xong rồi. Hay lắm. Hay quá. Hai vị tỷ tỷ à, có thể gỡ giúp ta hay không? Nào 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 nào, uống đi nào. Đệ đệ à, đệ, đệ khinh chúng ta hả? Huynh đệ à, huynh hai miếng, ta một miếng, đi. Không được đâu, ta phải ba miếng. Nhị đương gia. Sao vậy? Các ngươi bắt đầu xưng huynh đệ rồi sao? Không thấy Chi Tôn Bảo Gia Gia đang đứng ở đây hả? Được rồi. Không thấy tăng nhân cũng phải thấy Phật chứ. Không thấy hai tiên nữ tỷ tỷ xinh như tiên đằng sau sao? Ai muốn đập quán? Mau lên nào. Bà nội đây còn có việc. Là ai vậy? Ai muốn đập quán vậy? Đúng vậy đó. Ai? Ai làm phiền ta vào huynh đệ uống rượu? Xử hắn cho ta. Xử đi. Xử. Hình như là chúng ta đã hẹn 3 trận đấu, có phải không? Đúng vậy đó. Chữ đó viết sai rồi. Không sai. Không thấy chữ đầu tiên viết rất phức tạp hay sao? Các vị à, chuẩn bị. Bắt đầu.
Đếm ngược nào. 5, 4, 3, 2, 1. Dừng. Trận đầu, bên đập quán thắng. Làm sao đây? Sao tỷ nói lời không giữ lời vậy? Sư muội à, sao lại nói vậy chứ? Muội chỉ bảo ta giúp hắn thôi, đâu có nói là giúp hắn thắng đâu. Ta chỉ làm theo quy tắc đã định lúc trước thôi mà. Không phải sao? Coi như là tỷ được. Không cần như vậy chứ. Mật lan ra hết rồi kìa. Mất thể diện quá đi. Giữ môi trường một chút. Lát nữa đổi tờ khác. Sao vậy? Cô sao vậy? Đây là sườn. Ta biết rồi. Có món khác hay không hả? Món khác bọn chúng ăn rồi. Cô không ăn được cái này sao? Bỏ đi. Cô nghe đây. Chúng ta làm chỉ để tính điểm thôi. Sẽ không bắt cô ăn đâu mà. Cố lên. Ta tin cô. Không được thua. Không được thua đâu. Thua rồi sẽ không có dáng sao? Nhất định phải thắng. Một chút thịt cũng không còn. Ta nghĩ bên kia thắng. Thịt ai chẳng ăn rồi. Nhưng ở thế giới hỗn độn này, có mấy ai tĩnh tâm thưởng thức hương vị của xương? Hay là gỡ xương của ngươi ra nếm thử xem. Thứ không có tiền đồ. Trận thứ hai, bàn phủ đầu thắng. Lại lấy tờ giấy lúc nãy có phải không hả? Bắt nạt ta không thấy sao? Có phải không? Đổi tờ mới rồi. Vậy sao? Bóc đề đi. Để ta. Lăng dư trận hề liệp dư hàng. Tả tham ế hề hữu đau thương. Chết chắc rồi, hỏng rồi. Mai lưỡng luân hề chấp tứ mã. Diện ngọc bao hề kích cổ. Bang chủ à, lợi hại quá đi. Đúng vậy đó. Ta là ai? Chi Tôn Bảo mà. Hơn nữa ta có văn hóa, từng đọc sách. Vừa nãy nhặt đậu. Chắc chắn cũng sai. Ngu xuẩn. Sàn tiền minh nguyệt quang. Các ngươi thắng rồi. Các ngươi đang đùa hả? Ba tên thư sinh các ngươi, một người làm thủ công, một người nấu ăn, còn một người làm trò cười sao? Chưa có ai từng đọc sách sao hả? Phủ đầu bang thắng. Nào nào nào, uống. Uống đi nào. Cạn.
Uống, vui quá, ăn thịt đi. Nào 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 nào, uống đi, được được được. Nào ta kính quân, được thôi. Uống đi, cạn chén. Cùng uống đi nào nào, ngồi ngồi. Tại sao lại đứng đây, uống chút đi nào. Người và yêu lại có thể cùng nhau thiết yến. Thần tiên như ta cũng phải thật sự thất bại rồi. Nho à, ông cũng đừng quá đau lòng. Con yêu quái đó dù sao cũng không xấu mà, đúng không nào? Biết mặt biết người, không có biết lòng, càng huống hồ hai người họ là yêu. Sợ cái gì, có thần tiên như ông ở đây rồi, có đúng không? Nói đúng đó. Có bồ đề lão tổ ở đây trấn rồi. Xem chúng có dám tạo nghiệp hay không. Ông đi đâu vậy? Ta... động bồ đề của ta vẫn còn nước nóng, ta đi xem một chút, không không. Ông đi rồi, họ đại khai sát giới thì làm thế nào đây? Yên tâm đi, ta đã trấn yểm chúng rồi. Nếu mà đến lúc đó chúng muốn làm gì, ngươi cứ nói tên ta là được. Không không, uống một chén đi. Ngài lo lắm làm cái gì, đi đi. Nào 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 nào. Đi nào. Đừng có không giữ thể diện cho nhau như vậy chứ. Ta phải đi xem nước của ta đã. Ta... đang nghĩ gì vậy? Xuống uống cùng chúng ta đi nào. Không đâu, cút xuống dưới đi. Xem gì vậy? Ta đang nghĩ, tại sao lúc đầu chúng ta lại đến đây? Sư muội à, muội còn nhớ không? Đương nhiên nhớ rồi. Chính là vì con khỉ chết tiệt kia và chuyển thế của Đường Tam Tạng. Nhưng chúng ta có tiến triển gì chưa? Không có. Có. Có sao? Trên người của Chi Tôn Bảo này nhất định cùng với Tôn Ngộ Không chuyển thế và Đường Tam Tạng có liên quan với nhau. Không đâu. Không thể nào. Sư muội, hãy nói thật với ta. Lần này muội ra ngoài với hắn đã làm những gì nào? Nhìn thấy những gì, nghe thấy những gì, kể rõ lại mười mươi đi. Không có bất kỳ tung tích nào hết. Hắn là người bình thường, không phải con khỉ thối tha kia. Cho dù hắn không phải là con khỉ thối tha kia, hắn cũng nhất định biết tin tức chuyển thế của Tôn Ngộ Không và Đường Tam Tạng. Sư tỷ à, không phải ta bên huynh ấy, là thật sự không có. Sư muội, nếu muội đã nghĩ như vậy rồi, vậy thì chuyện sau này không liên quan đến muội nữa. Tỷ lại muốn làm gì đây? Sư muội à, muội đừng có quên, ở đây chỉ là một bang thổ phỉ thôi. Tại sao lại vô duyên vô cớ có thêm một thần tiên nữa chứ? Đi đi, đi đi mà. Nào, tiếp tục đi. Nào, ăn uống đi nào. Đừng đi, đừng có trở giờ. Nào, tiếp tục đi. Làm gì vậy? Nào, 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 nào. Còn đến nữa, ta sẽ giết chết Tôn Ngộ Không chuyển thế này để các người mãi mãi không tìm được Đường Tam Tạng đâu. Người nói cái gì? Hắn là Tôn Ngộ Không chuyển thế. Người giả vờ một chút. Người không giả vờ hay chúng ta sẽ chết đó. Đã sắp chết rồi mà. Nới tay ra một chút đi. Làm sao hắn có thể là Tôn Ngộ Không? Hắn đến ta muội bạch cốt quả của ta cũng không chịu nổi. Không thể là Tôn Ngộ Không. Thiên cơ thế này ông cũng dám tiết lộ sao? Đùa gì vậy hả? Có phải ông bị điên rồi không? Sao rồi? Cô tưởng ta thật sự sợ cái ta muội bạch cốt quả gì đó? Cô đốt đi nào. Thật sao? Đốt đi. Được. Đừng có dừng. Có bản lĩnh cô, đừng có dừng lại nha. Tôn Ngộ Không ta sẽ để tay ở đây, để các người đốt một chút cũng không sao, có phải không? Chúng ta hãy để họ xem. Đốt tay ta cũng không sợ. Thật sự là không hay sao? Đúng rồi đó. Cháy khét rồi thì có sao? Quá ra huynh chính là kẻ phụ bạc đó hả? Tại sao huynh lại lừa ta? Cái gì mà tại sao? Con khỉ thối tha.
500 năm trước, ngươi không chỉ lừa mình ta, còn lừa cả sư muội ta. 500 năm nay, ta hận không thể mỗi ngày đều ăn tươi nuốt sống ngươi, tróc xương lột da ngươi. Ta... Ông đi đâu vậy? Ông là một thần tiên mà lại chẳng có nghĩa khí như vậy sao? Không sao, ta vẫn còn một đàn. Bắt lấy Chi Tôn Bảo. Lên, lên nào. Bang chủ à, mau chạy đi, mau chạy đi nào. Đi, mau đi đi, ta thực sự đi đây. Mau đi đi nào. Ban chủ, có nghĩa khí lắm. Đời này của ta đáng rồi. Con khỉ thối tha này, ta xem ngươi chạy đi đâu. Nếu như ta là Tôn Ngộ Không, 500 năm trước ta đã một chưởng giết chết cô rồi. Bây giờ ta cho ngươi cơ hội đó. Giết chết ta đi. Cô đừng cho rằng ta không dám. Ngươi làm đi nào. Năm trăm năm trước, không sao, không sao, không sao. Đừng có hoảng loạn, đừng sợ mà. Bình tĩnh lại đi, bình tĩnh. Bình tĩnh đi nào. Đúng vậy, là như vậy đó. Một hòa thượng sắp chết, còn sợ cái gì nữa? Không đúng. Con bò đó rất là ngu ngốc, chắc chắn bị tên tiểu tử đó làm lung lay rồi. Không được rồi. Nào nào nào, mau, cẩn thận qua bên kia. Được rồi, mau lên, mau lên. Mau lên nào. Chân tay nhanh nhẹn một chút. Được. Các gia nô à, hãy nhanh nhẹn lên cho ta. Làm tốt ta thưởng cho thịt đường tăng nha. Đến đây, đến đây. Tạ đại dương, không hay rồi, tránh ra. Tránh ra nào, không hay rồi. Người hoảng loạn gì, không phải đại dương à. Con khỉ đó, con khỉ đó quay lại rồi kìa. Cái gì? Hắn còn dám quay lại sao? Các gia nô, có đại dương. Tiểu đệ Tôn Ngộ Không bái kiến Ngư Quynh. Ngư ca ca, con khỉ thối tha, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi lại đến đây chịu chết. Ngươi đừng trách ta không trọng tình nghĩa. Trước khi chết, tiểu đệ vẫn còn lời muốn nói với Lại Quynh. Có gì nói ngay đi. Thật ra ta không muốn ăn thịt đường tăng đâu. Nói hết rồi sao? Vậy hãy chịu chết đi nào. Người nói người không muốn ăn thịt đường tăng. Đúng rồi. Nếu người không muốn ăn thịt đường tăng, còn khổ cực nghĩ kế bắt hắn. Người coi ta là đồ ngốc sao? Ta chỉ muốn hắn chết thôi. Con rùa chết tiệt đó luôn miệng chỉ có nhân nghĩa từ bi. Nhìn huynh nhìn xem, hắn đã làm những gì với ta hả? Đau đến không thiết sống nữa. Cho nên hiện giờ ta chỉ muốn rút gân của hắn, uống máu hắn, ăn thịt hắn thôi. Thực ra cũng có thể chỉ rút gân. Tóm lại Ngưu ca ca, đệ đệ chỉ cầu hắn chết thôi, nhưng không cần cứu hắn nữa. Cái này ngươi cứ yên tâm đi. Hắn đã rơi vào tay của ta thì không bay đi đâu được đâu. Vậy thì chưa chắc. Đệ coi ta là tên ngốc sao? Chẳng qua chỉ là một tên hòa thượng thối, trói gà không chặt. Có bản lĩnh gì?
Chạy rồi, chạy rồi. Ta thêm một cái nè. Người đi trước đi. Không được. Hai vị tiểu huynh đệ à, thật ra chơi bắn bi cũng là một kiểu tu hành. Bắn bi không phải là chơi như thế này đâu. Cái gọi là mắt nhìn mũi, mũi nhìn mồm, mồm nhìn tim, tim đập tùy ý, ý do tim mà ra. Trong lúc chơi bắn bi cũng phải có tấm lòng nhân từ, đảm bảo tâm như nước động. Sau đó thì đi nè. Đại sư lợi hại quá. Là đánh được rồi, lợi hại, lợi hại. A-di-đà Phật. Ca ca à, đường tăng đó tuy nói là trói gà không chặt, nhưng lại rất là gian xảo. Tuy ca ca dũng mãnh, nhưng lại vô cùng hồn nhiên ngây thơ. Sợ là huynh sẽ trúng gian kế của hắn đó. Đệ thật sự không muốn ăn thịt đường tăng hay sao? Thật ra đến lúc này mà nói một chút cũng không muốn đâu, thì đều là nói dối. Nhưng ca ca yên tâm, trái tim của đường tăng đều sẽ là của ca ca. Còn về mấy cái phần đầu thừa đuôi heo gì đó, thưởng cho đệ một hai cái ngón tay gì gì đó, thì tiểu đệ từ chối cũng thấy bất kính lắm đó. Huynh đệ tốt, lời này của đệ thực tế đó, ta tin đệ rồi. Các ngươi nhẹ thôi nào, đừng có lỗ mãng như vậy chứ. Ngộ Không à, Ngộ Không, có phải là con lại uống rượu rồi hay không? Sư phụ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, là người xuất gia không được uống rượu đâu mà. Con rùa nhỏ, mặc kệ ông nói đó. Hôm nay ta đến là để tiễn biệt ông. Nhóm lửa thật to, rồi dứt đường tăng vào trong. Dân, dân, cho ta tắm cái, có được không hả? Ngươi thí chủ, ngài ăn tôi cũng vô dụng thôi. Ngươi thí chủ à, tôi nói cho ngài nghe, ngài ăn tôi cũng vô dụng thôi. Vận may của ngài kém lắm, ngài sẽ sống không bằng chết. Đợi một chút. Ngươi nói cái gì hả? Tôi nói là ngài ăn tôi cũng vô dụng thôi. Câu tiếp theo, tôi nói vận may của ngài rất là kém. Thả 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 xuống đi. Đại ca huynh làm gì vậy? Vận may của ta thực sự rất kém mà. Qua đây coi nào. Sao ngươi biết là vận may của ta rất là kém? Ngưu thí chủ à, ấn đường của ngài màu đen đều là do phong thủy ở đây rất là kém. Nếu như không thay đổi, đừng có nghe hắn phán bừa. Một tên hòa thượng thối làm từ thiện như hắn thì làm phong thủy gì chứ? Ngộ Không à, lời này sai đó nha. Tuy là trường phái và học phái của chúng ta đều không giống nhau, nhưng đạo lý thì phải hiểu. Ta giết chết ông cho rồi đi, con khỉ này nữa. Phong thủy của núi Tích Lôi này sao lại không ổn? Có đó, thật sự rất là kém. Ngài xem cái phòng khách này nè, bí không thông gió, ánh nắng cũng không trực tiếp chiếu vào được nữa. Trên phương diện phong thủy học thì gọi là không thấy ánh sáng, dễ tích tụ âm khí lắm. Bọn ta là yêu quái, vốn dĩ âm khí trên người đã nặng, ngươi không cảm nhận được sao? Tôi cảm nhận được, nên là cần âm dương cân đối. Gần đây ngài có phải không hòa hợp lắm với lại quan hệ giữa phu nhân không hả? Dường như cơ thể bị đào rỗng. Gần đây đúng là có cảm thấy. Đây chính là ngọn nguồn nguyên nhân đó. Vì phong thủy rất là kém nên vận may của ngài mới kém như vậy. Vì vậy quan hệ với phu nhân rất là không tốt, quan hệ với các huynh đệ cũng rất không tốt. Nào để tôi xem giúp cho ngài nha. Ngưu thí chủ à, ngài xem thế núi Tích Lôi Tây thấp đông cao. Thứ nhất là không có lợi cho sức khỏe. Thứ hai là không có lợi cho giữ tiền tài. Nếu như vận thế của ngài vốn dĩ đã hơi xui xẻo, ở đây thì sẽ càng ngày càng chết dở đó. Vận may của ta quả thực là không tốt lắm. Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh, nhà vệ sinh ở ngay đối diện cửa lớn. Tục ngữ nói rất là hay, chải tài vận không giữ nổi. Trên cục diện phong thủy thì đây gọi là nước lên dội thẳng xuống, phá sản đó. Kiến nghị là nên di nó đi, có thể là không tiện lắm, nhưng ít nhất là tốt với ngài. Còn có nhiều điều cần chú ý vậy sao? Phải đó, có cách quá giải không? Có, nhưng phải xây dựng rầm rộ, thay đổi một chút cục diện phong thủy này mới được. Ngưu ca ca à, huynh tuyệt đối đừng có tin hắn, đây là kế quản binh của hắn đó. A-di-đà Phật.
Tôi đã là con cá trong chậu của Ngô thí chủ rồi. Đồ đệ duy nhất này của tôi cũng không nhận tôi nữa. E là bần tăng cho dù lên trời cũng không thoát nổi. Chỉ là bần tăng từng thề, nhất định phải độ quá Ngộ Không. Phong thủy của núi Tích Lôi không đổi thì tôi e là hai huynh đệ các ngài sẽ lại xảy ra tranh chấp. Sợ là nạn này có máu tanh đó. Đến lúc đó cho dù bần tăng có làm ma thì cũng không tha thứ được cho bản thân. Ngưu ca ca à, anh trai ruột của đệ ơi. Cao Tăng à, nhân duyên cũng có thể thay đổi chứ. Được chứ. Được. Giờ ta sẽ chính thức bổ nhiệm ngươi là thầy phong thủy bậc nhất của núi Tích Lôi. Đừng nói một cái nhà vệ sinh, cho dù gỡ cả cái Ngưu phủ thì ta cũng không tiếc. A-di-đà Phật. Cao Tăng à, nhưng mà ta phải nói trước, thay đổi phong thủy xong thì ta vẫn phải ăn ngươi thôi. Đừng cho củ khỉ lên lửa. Đường Tăng không thể để cho Lục Nhĩ Di Hầu ăn mất được, không thể để hắn biến thành Tôn Ngộ Không thật. Mau lên nào. Người nói xem, tên hòa thượng thối đó, hắn còn định hành hạ ta đến lúc nào đây? Người ta giờ là bậc thầy phong thủy của núi Tích Lôi đó. Người có tin giờ hắn bảo đại dương nhốt ngươi lại, hôm nay ngươi chết ở đây luôn đó. Không phải ta không hiểu gì cả. Người nói xem rõ ràng là chúng ta phải ăn hắn, giờ thì tốt rồi, không những không ăn. Được rồi, chúng ta còn phải nghe hắn chỉ đạo làm cái này làm cái kia. Dựa vào cái gì? Hắn cũng không quy phong được bao lâu, đợi hắn sửa xong phong thủy rồi sẽ ăn hắn luôn. Ta phải ăn thì mấy tiếng, làm đi làm việc đi nào, đi thôi đi thôi. Bậc thầy phong thủy. Thầy phong thủy à, sao lại phải lắp mất như vậy? Chỉ là một cái suối nguồn thôi mà. Người thí chủ hãy nghe tôi nói đi, suối nguồn này vừa đúng ở chỗ thất sát đại hung đó. Hơn nữa mệnh của ngài là mệnh quả, nhất định phải lắp đi. Ngưu thí chủ à, đây chỉ là một con suối nguồn thôi, sao ngài lại canh cánh trong lòng vậy chứ? Là hồi ức đẹp nhất của tuổi thơ ta. Lúc nhỏ ta thường chơi ở đây. Ngưu thí chủ đừng quá đau buồn nha. Có mất ắt sẽ có thứ khác mà. Xem ra Ngưu thí chủ cũng là một con trâu rất có tình nghĩa. Đừng có nhìn ta. Lắp đi nào. Ngộ Không mà dùng sức đi. Kết hợp eo và chân đi Ngộ Không à. Chuyển cái quả chuối của ông. Dựa vào đâu mà bắt một mình ta chuyển Ngộ Không à? Thay đổi phong thủy cũng là tốt cho con thôi. Họ đều không đủ sức, chỉ có thể nhờ con thôi. Đoàn kết chính là sức mạnh mà. Vậy thì sao ông không bắt con trâu đó đi mà chuyển đi? Tránh ra đi nào. Hòa thượng thối ức hiếp người quá đáng mà. Đại ca, huynh thảm quá. Con rùa này chính là chơi huynh đó. Kéo dài thời gian đợi cứu huynh đến, ai mà đến cứu hắn được chứ? Cái này thì đệ không biết, nhưng mà huynh nghĩ xem, nhỡ yêu quái của núi khác biết được tin rồi đến cướp hắn thì làm sao? Vì vậy chúng ta dứt khoát dùng một đao giết hắn luôn đi. Huynh nghĩ xem, chúng ta ăn rồi sẽ trường sinh bất lão, còn sợ nạn máu tanh gì nữa. Đại ca, huynh thảm quá đi.